Và ngay sau đây thì xin kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo, phó trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có một vài thông tin tới quý vị phụ huynh và các em thí sinh về một vài con số ấn tượng về kỳ thi tuyển sinh năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính mời thầy ạ. Vâng, trước hết là xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các em thí sinh. Xin chào tất cả các bạn một lần nữa đã quan tâm đến Đại học Quốc gia Hà Nội. Và trước hết, một cái điểm ấn tượng nhất, đấy là một tin rất là vui. Tức là cách đây vài ngày thì như vậy Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tăng hạng và nằm trong top 800 các trường đại học hàng đầu của thế giới theo bảng xếp hạng Webmetrics. Và như các em đã biết là đầu năm 2022 thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã có 6 lĩnh vực vào trong top 500 của thế giới theo bảng xếp hạng QS. Trong đó có những lĩnh vực truyền thống như toán học, vật lý, ngành khoa học máy tính, ngành cơ kỹ thuật, ngành quản trị và quản lý, và thêm ngành nữa đấy là ngành điện tử tin học. Và riêng lĩnh vực engineering của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đứng lên vươn lên xếp hạng thứ 386 trong bảng xếp hạng QS của thế giới. Đây là những tin rất là mừng và một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong đấy của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Và với cái truyền thống hơn 100 năm lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành của mình, đến ngày hôm nay có thể nói là Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn tự hào là chúng tôi vẫn giữ được những cái truyền thống tốt đẹp và có những thành tựu được ghi nhận trong các bảng xếp hạng của thế giới. Và tôi hy vọng đây sẽ là một chỉ số để các bậc phụ huynh và các em thí sinh tin tưởng và yên tâm đăng ký vào Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm nay. Điểm thứ hai là trong kỳ thi tuyển sinh năm 2022, Đại học Quốc gia có gì mới? Mới thứ nhất, đấy là chỉ tiêu tuyển sinh là tăng lên. Năm ngoái có hơn 12.000, thì năm nay chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được 13.150 chỉ tiêu. Đây là một con số rất là ấn tượng. Những cái chỉ tiêu mới này chủ yếu là cho những ngành mới. Thứ hai nữa là có Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 có 8 ngành mới. Trong đó thì trường Việt Nhật có 2 ngành mới là ngành kỹ thuật xây dựng và nông nghiệp thông minh và phát triển bền vững. Khoa liên ngành có 2 ngành mới. Và lát nữa thì thầy Nguyễn Hiệu sẽ giới thiệu với các em. Khoa quốc trường quốc tế thì có 3 ngành mới. Đấy là ngành công nghệ thông tin ứng dụng, ngành logistics và ngành fintech, tức là công nghệ tài chính. Và đặc biệt có thêm một ngành mới, đấy là trí tuệ nhân tạo của trường đại công nghệ. Và có thể nói là 8 ngành mới của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu tuyển sinh năm 2022 đều là những ngành hay. Và qua khảo sát thì chúng tôi thấy là đáp ứng rất tốt nhu cầu của xã hội. Và đây là những ngành đáp ứng rất là cao nhu cầu của cái nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ ba nữa, về phương thức tuyển sinh. Thì về phương thức tuyển sinh thì Đại học Quốc gia Hà Nội về cơ bản vẫn giữ cái phương thức tuyển sinh như năm 2021. Đó là thứ nhất là xét tuyển từ chính sách xét tuyển thẳng và chính sách xét đặc thù đối với hệ sinh, đối với học sinh các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Thứ hai nữa là xét tuyển từ kỳ thi trung học phổ thông của Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Thứ ba nữa là cái kết quả từ xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và thứ tư đấy là phương thức xét tuyển từ ngoại ngữ kết hợp với tổ hợp toán và văn. Và cái thứ năm đó là phương thức xét tuyển từ các chứng chỉ quốc tế như là ICT, SAT và A-Level của Cambridge. Nhưng phương thức xét tuyển của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 có điểm mới. Điểm mới thứ nhất đấy là thứ nhất là về phương thức xét tuyển thẳng. Thì năm vừa rồi Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Olympic toàn Đại học Quốc gia Hà Nội ở một số lĩnh vực như là ngoại ngữ và một số ngành xã hội nhân văn. Và năm tới thì chúng tôi sẽ tổ chức thêm một số lĩnh vực ngành khoa học tự nhiên và công nghệ. Thì những thí sinh đấy mà các em có chứng chỉ đạt học sinh giỏi trong kỳ thi này sẽ được ưu tiên cộng điểm trong khi xét tuyển vào các ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và mức xét tuyển ưu tiên bao nhiêu thì như vậy tùy từng ngành và tùy từng đơn vị đào tạo, các em có thể tham khảo trên trang tuyển sinh của nhà trường. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ xét tuyển sinh theo đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay là tối thiểu phải 20% của mỗi ngành. Như vậy là sẽ có 2.650 chỉ tiêu trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội bằng phương thức xét tuyển theo đánh giá năng lực. Thứ ba nữa là đối với xét tuyển ngoại ngữ thì năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội đã dành 10% cho các đơn vị có thể xét tuyển chỉ tiêu từ cái phương thức là sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hoặc là TOEFL ABT kết hợp với lại xét học bạ. Đối với những trường hot như là trường kinh tế, trường y dược thì cái điểm IELTS tối thiểu phải đạt 6.5 trở lên. Và đối với các ngành còn lại, các đơn vị còn lại thì có thể xét tuyển vào học bạ nhưng không quá 10% chỉ tiêu. Và trong đó thì tổng hai cái điểm trong môn học bạ đấy phải là từ 16 điểm trở lên và cộng với chứng chỉ IELTS 5.5 và cộng thêm
không chỉ là xét học bạ không, mà những cái em mà xét tuyển học bạ và ngoại ngữ thì phải thông qua một cái hội đồng phỏng vấn trực tiếp của hội đồng tuyển sinh của cơ sở giáo dục đào tạo. Sở dĩ chúng tôi có cái điều chỉnh như vậy đấy, bởi vì năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm nhiều ngành mới, nhiều ngành chất lượng cao giảng dạy về tiếng Anh. Thứ hai nữa là cũng có rất nhiều chính sách thay đổi từ phương thức tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tham gia vào cái vấn đề là sử dụng cái phần mềm hỗ trợ chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì đấy là những điểm rất mới trong cái kỳ thi tuyển sinh năm nay. Và điểm cuối cùng là năm nay thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng những cái chương trình chất lượng cao và có cái hỗ trợ đối với các em. Và năm nay là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có những lứa sinh viên đầu tiên lên Hòa Lạc của một số ngành. Thì lát nữa thì tôi sẽ nói chi tiết hơn. Đấy, nhưng sẽ có một số ngành mà các em tuyển sinh và bắt đầu triển khai học tập ở trên Hòa Lạc, trên cơ sở đào tạo mới của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đấy là những cái điểm mới trong công tác tuyển sinh tôi khái quát để giới thiệu với các em thí sinh trong cái mùa tuyển sinh năm nay.